Trong giải tài thần bôi 2019, bàn 3 là trận chiến giữa Hoàng Sĩ Thanh và Liệu Đại Hoa. Bán đấu đầu tiên thì hai bên hòa nhau và diễn biến bán đấu diễn ra như sau. mà các bạn theo dõi. trong giải tài thần bôi 2019 bàn 3 là trận chiến giữa Hoàng Sĩ Thanh và Liệu Đại Hoa. Bán đấu đầu tiên thì hai bên hòa nhau và diễn biến bán đấu diễn ra như sau mà các bạn theo dõi. đến đây thì hai bên bắt tay cầu hòa và sẽ đi tiếp bán thứ hai cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu thấy hay hãy nhấn like share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo